Bí Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 13 tháng 3 năm 2020. Đến với bản tin hoạt hình ổn tối nay gồm có nhạc lá bồ đề và bản tin phân tích. Để mở đầu, Bích Phương cứ mời quý vị theo dõi nhạc lá bồ đề do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện từ North Carolina. Tú Linh xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị đến với Nhạc Lá Bồ Đề với câu chuyện Người thực sự giàu là người giàu lòng nhân ái Chuyện do viên hùng sưu tầm, tủ linh tóm lược và trình bày Kính mời quý vị theo dõi Tỷ phú Mỹ Bill Gates là một trong những người đặc biệt hiếm có Ông khác đa số các đại gia tỷ phú Không bị mắc kẹt trong việc tích trữ tiền bạc Với một tâm hồn bổn sẻn Mà muốn bố thí chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh đại phú do trời, tiệu phú do cần. Có người sinh ra trong nhung lụa, có người mở mắt đã là ăn sinh. Khi sinh ra, có người chẳng thể chọn lựa được. Đó là phước báo. Phước báo có tuần hoàng, có tăng trưởng và có tiêu diệt. Vậy làm thế nào để phước báo được tăng trưởng? Một vài nhân vật tiêu biểu như ông Bill Gates biết làm từ thiện ngay khi kiếm được những đồng đô la đầu tiên từ phần mềm. Khi tài sản chưa là gì, so với giờ, Bill đã nổi tiếng với việc làm từ thiện. Không một ai vượt qua được Bill trong suốt vài thập kỷ qua và ông vẫn tiếp tục làm từ thiện. Bill Gates hiện đang là tỷ phú giàu thứ ba trên thế giới với khối tài sản trị giá 106,8 tỷ USD. Tuy đã nghỉ hưu và chuyên tâm và các hoạt động thiện nguyện tại quỹ bill melinda gates foundation ông vẫn luôn là khuôn mẫu được nhiều người noi theo những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của bill gates ông chỉ dạy ta các bài học quý giá để thành công mà còn đem đến cảm hứng tích cực để ta cố gắng mỗi ngày có thể rất ít người trong chúng ta cũng có hưởng phúc báo giàu có có được hưởng phúc báo giàu có nhiều tiền như tỷ phú Mỹ Bill Gates. Nhưng điều đáng ngưỡng mộ ở đây là tuy giàu nhưng tỷ phú Bill Gates luôn có tấm lòng, lương thiện, giúp đỡ những người nghèo khổ. Đúng như lời Phật dạy, một trái tim bao la, một lời nói chân thành, một cuộc sống phụng sự và từ bi tâm là những điều giúp làm ấm tình người. Sự rộng lượng của tỷ phú Bill Gates là việc chia sẻ không phải là những phong lưu đài cát nào cũng làm được. Có thể sẽ rất khó để bạn cho đi khi bạn có rất nhiều và nỗi sợ hãi sẽ bị mất đi. Đức Phật dạy cũng giống như kho báu vẫn chưa được khai cuộc dưới lòng đất. Đạo đức xuất hiện từ những hành động tốt và trí tuệ xuất hiện từ một tâm trí thanh khiết và hồn nhiên để vững chân tiến bước qua những bê hoặc của cuộc sống, con người cần ánh sáng của trí tuệ và sự hướng dẫn của đạo đức. Khi ta cảm thấy không thoải mái với sự rộng lượng, thì ta sẽ liền dính vào sự giới hạn và sợ hãi. Khi ta biết ơn, niềm vui của tử tế, cuộc sống của chúng ta được chuyển đổi. Chúng ta đều có thể cho và nhận những khoảng khắc vô ngã như vậy là vô cùng tinh tế. Câu chuyện sau đây sẽ minh chứng cho điều này. Khi Bill Gates vẫn là người giàu nhất thế giới, vào một ngày nọ, có một người hỏi ông rằng liệu có ai trên thế giới này giàu hơn ông ông Bill Gates từ tốn đáp? Có chứ, có một người còn giàu hơn tôi. Sau đó, ông thuộc lại một câu chuyện cũ. Khi đó, tôi vẫn chưa giàu có hay nổi tiếng. Tôi đang ở sân bay New York thì nhìn thấy một sập báo. Tôi định mua một tờ báo để đọc, thì phát hiện ra mình không có đủ tiền lẻ. Do đó, tôi quyết định không mua nữa và trả lại cho người bán hàng. Tôi bảo với anh ấy là mình không có đủ tiền lẻ. Nghe vậy, người bán báo nói tôi sẽ tặng ông tờ báo này. Tôi thì không muốn, nhưng vì anh ấy cứ khăng khăng, nên tôi đành nhận. Tình cờ thay, sau đó hai ba tháng, tôi lại có cơ hội đến New York. Khi phi cơ ghé qua phi trường New York, tôi tìm đến quầy bán báo, mua một tờ đọc trong lúc đợi chuyến phi cơ, nhưng cũng không đủ tiền lẻ để mua báo. Và cũng chính người bán báo đó vài tháng trước đây lại tặng tôi một tờ báo. Lần này tôi từ chối và nói rằng mình không thể nhận được vì không có đủ tiền lẻ. Dù vậy, anh ấy nói, ông cứ nhận đi, Tôi chia sẻ tờ báo này từ lợi nhuận của mình. Tôi sẽ không bị lỗ đâu. Nghe thế, tôi đã nhận tờ báo. 19 năm trôi qua, tôi trở nên nổi tiếng và được công chúng biết tới. Bỗng dưng, tôi nhớ ra người bắn báo. Tôi bắt đầu tìm kiếm anh ta. Và sau hơn một tháng, cố tìm. Cuối cùng, tôi tìm được anh ta. Tôi hỏi người bắn báo, anh có biết tôi là ai chứ? Anh ta đáp có ông là bill gates tôi hỏi thêm anh có nhớ anh đã từng tặng tôi một tờ báo miễn phí không người bắn báo đáp có tôi nhớ chứ tôi đã tặng ông hai lần tôi nói với anh ta tôi muốn trả ơn mấy lần anh đã giúp tôi bây giờ anh có mong ước gì cứ nói với tôi tôi sẽ giúp anh người bắn báo đáp thưa ông chẳng lẽ ông nghĩ rằng giúp đỡ là sự trao đổi hay sao theo cách đó là không phù hợp với tôi ông bill gates thắc mắc hỏi tại sao người bắn báo nói tôi đã giúp ông khi tôi chỉ là một người bắn báo nghèo giờ ông đang cố gắng giúp lại tôi thì ông đã là người giàu nhất thế giới làm sao sự giúp đỡ đó phù hợp với tôi chứ đó là ngày mà tôi nhận ra người bắn báo thật sự giàu hơn tôi bởi lẽ anh ấy không đợi khi giàu có mới đi giúp đỡ người khác. Mọi người cần hiểu rằng, người thực sự giàu có là người sở hữu một trái tim giàu lòng nhân ái, chứ không phải có rất nhiều tiền. Khi xưa Phật dạy, con người muốn giữ được phước báo, tài sản ta kiếm được, thì hãy chia thành bốn phần. Một phần để sử dụng hàng ngày sinh hoạt kinh doanh, một phần để dự trữ phòng khi bất trắc, một phần để giúp đỡ bà con quyến thuộc người nhà và một phần để làm từ thiện. Công đức như vậy có tới hai phần là để làm từ thiện để cho đi. Không biết Bill Gates có phải là Phật tử không mà lại làm đúng như vậy. Đều ngược đời là muốn giữ được phước báo thì lại phải cho đi thật nhiều. Chứ không giống như quan điểm của đại đa số người đời là anh muốn ôm cả đất anh muốn ôm cả trời có ít người họ luôn luôn sẵn sàng làm từ thiện mọi lúc mọi nơi dù rằng còn rất khó khăn trong kinh tế nhưng luôn tự nhủ mỗi năm phải làm từ thiện hãy tin rằng trong tương lai họ sẽ thành công họ sẽ là người giàu có ngay bây giờ vì họ giúp đỡ người bằng cái tâm chân thành làm người sợ nhất là hưởng hết phước báo mà không tạo ra phước mới. Muốn nhận được thì trước tiên hãy học cách cho đi. Tóm lại, tài sản vật chất của thế gian không do ta tạo ra. Khi sanh ta đến thế gian, hai bàn tay trắng, lúc liền đời ta cũng không mang chúng theo được. Của thế gian đến với ta do phúc báo ta gieo trồng trong quá khứ. Quá khứ không gieo phúc thì đời này sao có lọc mà hưởng muốn biết nhân quá khứ hãy xem đời sống hiện tại muốn biết kiếp sau hãy xem việc làm ngày nay kính thưa quý vị nhạc lá bồ đề đến đây xin được tạm ngưng mọi liên lạc về chương trình nhạc lá bồ đề xin gửi email đến nhạc lá bồ đề 2 2gmail com Tủ linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới